robotics.com.vn và Arduino 3.10 kính chào các bạn. Hôm nay chúng tôi demo chương trình robot chạy bám vạch và bám theo đường ống. Robot đang bám theo vạch và đến đoạn này thì không còn vạch để bám nữa, thì robot sẽ căn cứ vào cái đường hầm, tức là vật cản hai bên, để tìm đường đi tiếp. Bỏ cái này ra để xem nó có đi được không. Bỏ ở bên này có đi được không? Do không còn cái đường hầm để đi nên là robot bây giờ hiện tại đã không dò được đường. Đây đã mất vạch và robot đang cần phải xác định hướng. Robot hiện tại không xác định được phương hướng do không hoàn toàn cả. Robot đang đoán theo đường và đến đoạn này thì đường bị đứt, robot sẽ tiếp tục dò theo đường hầm, dựng vật cản lên, dựng đường hầm lên, robot tiếp tục bám lại đường vạch.